Rồi chào anh em nha, hôm nay mình lên mắng inox chuẩn inox 304 nha, chuyên cho chồn chó mèo, hàng inox 304 nha, có đóng dấu luôn nha anh em. Đây tô, đây là cái tô loại cao nè nha, cao này là cao 6,5 xăng. Anh em dùng này để cho ăn cho uống ok hết nha, xài siêu bền, bao xài bao test cho anh em luôn. Đây có hai cỡ, một cỡ thấp là 5 xăng, cao 5 xăng. Inox đóng dấu hết nha anh em, 304 chuẩn 5 xăng. Một cỡ cao là 6,5 xăng. Tất cả đường kính là bằng nhau nha anh em, 14,7 xăng. Đây đai. Đai mình treo cái máng lên. Hàng này rất là dày nha, cả đai cũng dày, cả máng cũng dày, mà inox 304 nữa, rất là bền, bao xài cho anh em luôn nha. Anh em nào sợ rơi rớt thì lấy thêm một con ốc mình chốt lại với cái máng nha. Đây nó có khoan một cái lỗ nè anh em. Đây. Đây. Inox hết nha anh em. Một bịch đai nè. Đây máng nè. Một thùng máng, anh em nào quan tâm thì alo cho mình. Rồi chào anh em nha.